đại gia đình nhà tôi đều có kết quả. Thứ nhất là mẹ tôi bị xương khớp, con tôi bị táo bón, vợ tôi bị nám da, còn tôi thì suốt ngày tiếp khách thì bị về gan. Thì tôi đã cho cả gia đình nhà tôi sử dụng và trải nghiệm sản phẩm, thì cái kết quả của nó là thật là tuyệt vời. Bà tôi thì sau 3 tháng sử dụng thuốc xương khớp thì đã tiến triển rất là tốt, và bà bảo bà không dùng nữa. Nhưng mà tôi tìm hiểu rất kỹ thì tôi bảo là cái này nó là thực phẩm chức năng, bà cứ dùng để nó hỗ trợ chứ không ảnh hưởng gì cả. Thì bà tôi vẫn tiếp tục sử dụng. Còn vợ tôi là bị nám da chân sâu ấy, nhưng mà sử dụng đến tháng thứ 3 rồi thì là nó mờ đi rất nhiều rồi, tức là nó rõ, kết quả nó rõ rệt luôn. Còn con tôi thì táo bón thì nó là rất chi là nặng, một tuần nó mới đi vệ sinh một lần. Tôi ra hiệu thuốc, đủ các loại hiệu thuốc để mua các sản phẩm tốt nhất ở hiệu thuốc quảng cáo, nhưng mà về cũng không giải quyết được. Và tôi cho sử dụng bộ đôi con cá và cái trà du gâu nữa, thì là bây giờ con tôi đã trở lại cái trạng thái bình thường, là ngày nào cũng đi vệ sinh. Thế tôi thấy là một cái hiệu quả rất chi là cao, và bây giờ con tôi là sử dụng hàng ngày luôn. Tôi cả mấy đứa con đều sử dụng hàng ngày bộ đôi con cá đấy, và canxi cộng với folate 4 mỗi ngày tôi vẫn cho sử dụng một viên, tại vì các cháu còn nhỏ nên tôi chỉ cho sử dụng folate 4 và canxi hạn chế như thế thôi. Còn tôi thì thường xuyên là canxi rồi folate 4 rồi kẽm này, iốt, sắt, magie, tức là mình dùng đủ những cái sản phẩm đấy, tức là mình, nó chỉ là bổ sung tất cả các loại vi khoáng chất mình thiếu thôi. Thừa thì nó đào thải ra, mà thiếu nó bổ sung vào. Cho nên nếu mà mình sử dụng sản phẩm này thì mình phải tìm hiểu kỹ về nó và cái phải dùng đúng đủ đều. Con nó lo, chị đi chơi. Vâng, cảm ơn chủ tịch đã cho